Xin chào toàn thể cô chú anh chị đang đón xem video của Nam. Hôm nay thì chia sẻ với mọi người là bên Nam mới hoàn thiện xong một đơn hàng phòng thờ thiết kế cho gia đình bác khách hiện đang sinh sống ở bên Lào và quê thì ở Nghệ An. Thì bác có đặt về phòng thờ tại gia đình ở Nghệ An. Thì chia sẻ với mọi người là đơn hàng này là của gia đình của bác Phương, cụ thể là ở trong Nghệ An. Thì chú bác đã ra trực tiếp nhà Nam rồi. Thì khi mà ra bác ấy kiểm tra cả từ lúc đặt hàng tới lúc ra kiểm tra phần mộc ấy thì bác cũng khi mà kiểm tra mộc thì bác cũng mang quà ra, quà bên Lào về bác ấy cũng ra là biếu cơ sở ấy. Thì trước tiên thì trong video này Nam cũng xin gửi lời cảm ơn tới bác đã, cái thứ nhất là đã tin tưởng cơ sở đấy, đặt để cho cơ sở thiết kế cho không gian phòng thờ cho gia đình bác. Cái thứ hai là cảm ơn vì món quà của bác đã dành cho gia đình. Thì hôm nay thì chia sẻ với mọi người thì bên Nam là thiết kế xong cái bộ này là cái bộ cuốn thư phượng hồng nha. Cuốn thư phượng hồng đấy, các bác để ý rằng cái bộ này là dày 5 phân. Thì bên Nam thiết kế là chữ Đức Lưu Quang phổ thông rồi ráp diềm vào phần chữ. Thì mẫu này là mẫu phượng hồng dày 5 phân, đi kèm với bộ sập thờ kia là bộ vua sập thờ các bác ạ. Đấy thì hôm nay thì cũng chia sẻ với mọi người là mẹ Nam sẽ lên sóng cùng đấy thì các bác đấy thì chào toàn thể các bác nhá. Vâng, đấy thì mẹ có thể chia sẻ về cái kích thước cụ thể mà bác ấy đặt ở cái không gian phòng thờ này không ạ? Đây là xin chào các bác, đây là gia đình nhà bác Phương, bác ấy ở trong Nghệ An, bác ấy sinh sống ở bên Lào, bác sang bên Lào để đi bán, bác chia sẻ là bác ấy đi bán nồi son ở bên Lào ấy, nhưng mà bác ấy xem qua YouTube, bác hỏi bác xem được mấy năm rồi, bác về tận cơ sở. Bác đặt hàng và bác đặt bộ tập thờ này là có kích thước là dài 2m17 và chiều rộng này là 1m27 và tổng chiều cao là 1m57. Cấp thứ hai này của bác làm 69 và cấp thứ ba là 38 và cấp đầu tiên là bác để cấp thứ ba là bác để khám thờ và cấp thứ hai này là bác để đình đồng. Cấp thứ hai bác để đình đồng để 30-31 là để đình đồng. À, bộ đình đồng này là hôm nọ bác ấy về kiểm tra phần mộc ấy, cũng có dẫn bác Phương lên mua đình đồng, bác nhờ em đi mua thì lên dẫn vào các cơ sở đấy, bác đi tham khảo mấy chỗ thì thấy cái cơ sở này họ bán cũng hợp lý là mua. Đấy, bộ đỉnh này là 21.200.000 bác ạ. Đỉnh này là nặng tới 45 kg và 5 món. Thì cái bộ đỉnh này ấy, cái thời điểm mua thì mẹ mua đi cùng bác ấy mua thì bác ấy cái giá bộ ở các cơ sở như nào nhỉ? Họ đòi cũng cơ sở đòi 30 triệu, cơ sở đòi 28 triệu. Đỉnh này cao bao nhiêu? Cao của nó là đi 60 đúng không? 6 mấy, không phải 6 mấy. 60 vừa. 6 mấy, cao với đòi 6 mấy. Đòi cao hơn một tí nhưng mà cơ bản là dùng bộ đỉnh 60 các bác ạ. Đấy, tức là vậy. Thì nó cân nặng là 45 cân. Cái này là 45 cân. 5 món. Thì 5 mua món. Là giá thành là bao nhiêu này? 21.200.000. 21.200.000. Hôm nay thì lên sóng như này thì để mẹ Nam chia sẻ cụ thể là cả cái phần đình đồng này. Bác cái đình đồng này là đình đồng cắt tút. Đấy, đồng cắt tút. Đồng dạng đồng cắt tút thì là bác ấy lên thì mua là cũng có chia sẻ là cái lúc mà mua đấy đất đắt rẻ là như nào vậy? Làm thủ công mà thì ví dụ như là cũng bảo bác ấy, bảo với cơ sở mà bán đình đồng ấy, một đây là người nhà nên dẫn lên mua nên là mua giá thì các bác cũng hợp lý. Bác bảo nếu mà so mà tôi không biết tôi đi mua là mất mấy triệu ấy. Tức là so với bác ấy bảo bác đi mua là nếu mà so các cơ sở là chênh 5 triệu đấy, nên là mẹ Nam là đi mua giúp bác ấy thôi. Thì, bác ạ, đấy, mua giúp các bác này, về nhà em mà làm về bên đồ thờ chứ kể cả những bình đồng có thứ là không bao giờ em lấy 1.000 đâu, thật sự là vậy. Hay là kể từ những cái đồ mà sơn lại, ví dụ như là các bác mà nhờ cuốn thư sơn lại là xuống trường sơn này, ví dụ như là ta sơn 2.5 triệu một bộ sơn son tiếp vàng là em cũng bỏ 2.5 triệu, còn khi em gắn hộ bác ạ, nên là rất là sự thật. Đấy, nhà em đấy, mà làm những cái bình đồng này là đi mua giúp thôi, dẫn bác trực tiếp lên đi tham khảo mấy cơ sở đấy, mấy cơ sở mua các bác nhá. Đấy thì cái bộ đỉnh này là mua vào tức là cao hơn 60 một chút, nhưng mà tức là dạng mình lấy kiểu dạng kích thước là bình thường là cái loại 60-70 ấy. Thì bên Nam tư vấn cho bác là nếu bác đi mua thì bác mua cái loại khoảng 60 thôi, hơn 60 một tí. Thế thì để ở cấp thứ hai này các bác này, để cấp thứ hai này. Cái bộ đỉnh này là các bác ạ, đây là bộ đỉnh 5 món nhá. Là một cái đỉnh ở giữa này, một cái đỉnh này.
Một cái đỉnh này. Một cái đỉnh. Đây một cái đỉnh đây. Với hai cây đèn đây. Hai cái đèn và hai với con hạc. Hai con hạc. Mặc mà... Thì cái này là đấy, ba cái bảo bên quán đồng là người ta bọc lại cho. Rồi mang về nhà Nam là để là mai là đi luôn cùng chuyến với cái bộ sản phẩm này. Đấy là kê luôn phòng thờ nhà bác ấy vào Nghệ An lắp đặt. Thì chia sẻ với các bác là cái bộ này là dài 2m17, rộng 1m27. Và cấp thứ hai là dài 2m17, rộng đây là 69 đúng không ạ? 69. Đấy còn cấp thứ ba mới để cán thờ nữa. Đấy, cái khám thờ này thì là kích thước là mặt tiền là 87 bác ạ, còn bề sâu là 38 mà tổng chiều cao là 1m17, làm ba cánh bác ạ. Đấy, ở đây là cả bộ quân thư cô đối nữa, thì cái bộ quân thư cô đối không thể để ở trên này được. Nếu mà để lên lúc mà để lên mình quay đấy thì rất là đẹp đấy, nhưng mà để cái khám mà cái này nó cao quá, để quân thư cô đối rất là khó. Chia sẻ với các bác là những cái phần điểm vàng này đấy, chỉ điểm nhấn thôi thì nó sẽ đẹp. Ở một bên bộ này, bộ sản phẩm này là ba chữ là Phúc Lộc Thọ ở các bên. Đấy, bên hông đây là đấy, một chữ Lộc và chữ Thọ. Đấy, mẹ chia sẻ thêm về cái phần cổ và cái phần dạ ấy như nào để cho các bác biết. Đây các bác này, đây là mẫu này là mẫu vua thập thờ. Thì là thường thường em làm là cổ là nong cung tập các bác. Nhìn cái nong này thì nhìn nó dày và nó đẹp. Đấy, nhìn cái bộ này nó bom tròn này, nhìn nó đẹp các bác ạ. Hai tầng cổ chỉ dày 5 phân. Cái dạ ở đây là dày 10 phân. Mẫu vua thập thờ. Đấy, chân 24. Bỏ mẫu chéo. Thì... bác ấy là nói chung là bọn bác bảo là bác ấy mong ước là được về tận cơ sở. Vâng. Thì để bác ấy đặt màn thờ. À. Bác ấy bảo bác ấy rất yêu quý cháu Nam đây bác ạ. Là bác ấy bảo là chia sẻ. Nói chung là bác ấy cũng tham khảo bên nhà Nam là tức là xem video nhà Nam là khoảng 4 năm rồi. Đấy bác ấy chia sẻ là khoảng gần 4 năm là đấy, không nọ bác về bác kiểm tra mộc ấy là cũng nói chung là cũng bác ấy cũng tình cảm. Đấy. Thì ở xa về thì là bên Nam cũng mời bác chị đi dùng bữa trưa. Đấy hôm buổi trưa xong rồi là chiều dẫn các bác đi mua bộ đỉnh đồng này, sau đấy là tối là gần tối là chở bác ra bắt xe để bác ấy về ngoài bắt bác về trong Nghệ An các bác nhá. Đấy chia sẻ bộ toàn bộ cái đơn hàng này là bên Nam thiết kế là bằng gỗ hương đá 100%. Đấy thì nếu mà các bác mà có nhu cầu về sắm sửa những cái sản phẩm phòng thờ gia đình đấy, thì hoặc là từ đường nhà thờ thì có thể inbox trực tiếp cho bên Nam. Bên Nam sẽ đến đo đạc trực tiếp cụ thể cho các bác đấy, về kích thước và không gian để làm sao cho nó phù hợp nhất. Cũng cảm ơn các bác đã theo dõi video của Nam và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ. Xin chào các bác nhá. Vâng, hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo ạ.